Long xin chào cô chú. Hôm nay con xin giới thiệu với các cô chú một số loại lan. Đây là chậm W3 nha cô chú. Số điện thoại của con là 0908 846 04. Địa chỉ Vườn Leo, phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây là mặt hoa của chậm có tên là W3. Hoa rất là đẹp luôn cô chú. Hoa màu hồng, cái lưỡi màu đỏ đậm, rất là đẹp. Đây là giờ mã số 1 nha cô chú. Có giá tiền là 500. Cây rất là to luôn. Hôm nay đi ngọn 500.000. Giờ mã số 1. Đây thì đã kích kia rồi, nó cũng lên hồng con rồi. Giá 500. Còn bây giờ được khoảng 65 xăng của chú. Mã số 1. Giá là 500, cây rất là đẹp. Hoa nó cũng đẹp nữa, tại cái quay có đèn lát đó, nên nhìn mặt hoa nó sẽ màu tím. Thì thật ra là bông nó màu hồng nha chú. Dòng mã số 2 của chú. Hai luôn. Mã số 2 có giá là 450 của chú. Cộng mà dài chắc được khoảng 80 xăng hơn luôn của chú. Mình vẫn còn đang đi ngọn nha chú, rất là dài. Chậm W3. Mã số 2. 450. Đây là giờ mã số 3 của chú. Có giá là 600. Ngày kia đang lên rồi chú. Đây con kích kia rồi nè. Mấy 3 thân già là kích kia rồi, đang lên một con. Đây là hai thân. Đây là chậm W3 luôn nha cô chú. Có giá là 600. Cộng dài nhất cũng là được khoảng 70 xăng. Cộng còn lại là được 34-35 xăng. Đây là giờ mã số 3, 600. Mã số 4 là chậm W3 nha cô chú. Cây rất là khỏe luôn, vẫn còn đang đi ngọn. Còn bây giờ được khoảng 60 xăng. Giờ mã số 4. Đây là Anemum Lightrub Terrarium nha cô chú. Và đây là mặt hoa của nó. Năm cánh trắng hồng đỏ luôn. Con quay vào ngày 16 tháng 5 năm 2018. Thì hiện tại chỉ có 2 chậu thôi cô chú. Giờ mã số 5 này có giá là 350. 1, 2, 3 thân. Cái đã thắt ngọn rồi nè cô chú. Giờ mã số 5 350. Cộng là được 30 xăng. Và một thân là được khoảng 22-23 xăng. Mã số 5. $350. Đây là mã 6 của chú, cũng là đu đớp. Đây là zoom la nó mâm luôn. Cây đã thắt ngọn nè. Một cộng mà được 20 xăng. Và một cộng mà được khoảng 35 xăng. Cây rất là đẹp. Có cái thân già chưa hoa nữa. Mã số 6, 350. Tiếp theo xin giới thiệu đây là Nestor lai với Anemum của chú. Là chậm lai giá hàng. Và đây là mặt hoa của nó. Cô chú nào muốn xem mặt hoa thực tế của nó thì nhấn vào đen Nestor lai đen Anemum. Ngày 6 tháng 5 2018 sẽ ra cái clip này. Nhìn hoa rất là đẹp nha cô chú. Dòng mã số 7 có giá là 250.
rất là mập luôn. Còn bây giờ được khoảng 45 xăng, 250.000 giò mã số 7. Đây là giò mã số 8 của chú, cũng là nét to lại với anh em luôn. Giò mã số 8 có giá là 350 của chú, có hai thân, một cộng là được 32 xăng, vào cộng là được khoảng 30 xăng của chú. Giò mã số 8 có giá tiền là 350, kỳ rất là khỏe, rất là to. Đây cũng là nét to lại nó mâm luôn cô chú. Giờ mã số 10 có giá là 500. Mã số 10 có 3 thân, 500.000. Cộng dài nhất là được khoảng 50 xăng, cây thắt ngọn cô chú. Và hai cộng được khoảng 40 với 30. Cây đều đã thắt ngọn rồi. Đây giờ mã số 10 có giá tiền là 500 nha cô chú. Có 3 thân rất là to, rất là khỏe luôn. Nét to lại anh em mừng. Là chậm lại giá hạt nha cô chú. Đây là nét to lại anh em mừng luôn cô chú. Mã số 11 có giá là 300 luôn. Đây sừng mắt nè cô chú, 300.000 mã số 11. Cây thắt ngọn rồi nè cô chú. Ok lên mầm con chứ. Sừng mắt. Đây là giò giác lục bình cô chú. Đây là giác lục bình nha cô chú. Đây là mặt hoa của giác lục bình. Giò mã số 12 này có giá là 300 cô chú. Thôi rất là mập luôn. Còn mà dài được khoảng 40 xăng. Mã số 12 300.000. 300.000 giò mã số 12. Lục bình mã số 13 có giá là 400 nha cô chú. Mã số 13 có hai thân, một thân là được khoảng 10 xăng, còn thân là được khoảng 23-24 xăng. Cái thân già em giờ mình kích kỳ được nè cô chú. Mã số 13 400. Có lục bình mã số 14 nha cô chú, có giá là 300. Cây rất là mập, rất là khỏe luôn. Này đây nó sưng mắt rồi nè, mắt ngủ sáng rồi nè cô chú. Đây đây mắt ngủ nó sáng rồi nè. Mã số 14 300, còn bây giờ được khoảng 34-35 xăng, 300.000. Tiếp theo là mặt hoa của trầm hồng mối tuyết nha cô chú, hoa rất là đẹp luôn, trầm hồng mối tuyết. Giờ mã số 15 thì có giá là 500 cô chú. Cây màu đen, một mầm con nữa. Thân rất là to luôn. Cô chú nào khi mình lấy giờ này thì con sẽ cắt bỏ giá thể để bớt gửi cây cho cô chú thôi. Còn bây giờ được khoảng 60 xăng nha cô chú. Mã số 15 trầm hồng mối tuyết. Sáu của chú, của trầm hồng mối tuyết, mã số 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cộng lớn nhỏ của chú. Rất là đẹp luôn. Mã số 16 có 12, 13 cộng lớn nhỏ của chú. 2 triệu, mã số 16. Đây là giò trầm nét to, mã số 17. Có giá là 400 cô chú. Cây rất là đẹp luôn. Thì con đang ghép miếng lỗ nè. 400. Sau đây là mặt hoa của nhạc trắng đài nha cô chú. Mã số 18 có giá là 700 cô chú. Có hai thân đang cắt ngọn. Đây là mấy thân già. Cộng dài nhất là được khoảng 45, cộng tiếp theo được 40 xăng. Có hai thân. Mã số 18 có giá là 700. Rồi mã số 19 350. Đây nhú một mầm nè. Và trắng đài mã số 19 350. Cây thắt ngọn của chú. Còn bây giờ được khoảng 45 xăng. Mã số 19 350. Tiếp theo thì còn giới thiệu của chú có hai chậu. Giá hạt Châu Như F1, hàng gieo hạt nha cô chú. Hay là một ông cha mẹ đó. Châu Như F1 gieo hạt.
Đây là dòng mã số 20, có giá là 600 của chú. Một cộng là được khoảng 50 xăng, vào cộng là được khoảng 40. Đang có hai con đó nè, 600 nghìn. Mã số 20. Tiếp theo là mã 21, có giá là 600 luôn của chú. Một cộng là được khoảng 45, vào cộng được khoảng cỡ 35-40 xăng, có hai mầm con. Mã số 21, 600. Tiếp theo là giá hạt đài mặt kho sổ nha cô chú. Đây là giò mã số 22, có giá là 350. Cộng dài nhất của nó là được khoảng 42-43 xăng. Cây đã thắt ngọn nè. Đây là giò mã số 23, có hai thân luôn, có giá là 350 của chú. Một cộng là được khoảng 55 gần 60 xăng, với lại một thân này được khoảng 20 xăng. Mã số 24 của chú có giá là 350 luôn, cộng về được khoảng 25-30 xăng. Đây là giò mã số cuối cùng, mã số 25, 1, 2 thân và 1 kg. Mã số 25, 350 luôn, đồng giá.